Xin chào mọi người, hôm nay đã đến với kênh của Lê Tuyền người miền Tây nha. Mọi người ơi, hôm nay mình sẽ chia sẻ với mọi người cách làm mứt gừng dẻo giòn cho ngày Tết nha. Ở đây mình có gừng tươi, một muỗng canh vôi ăn trầu, đường cát và 2 muỗng cà phê muối. Đầu tiên mình sẽ cho muỗng canh vôi ăn trầu vào trong một thao nước ha. Và mình sẽ khuấy cho tan đều vôi ăn trầu này ra. Sau đó mình sẽ để cái thao nước vôi ăn trầu này cho nó lắng trong lại nha mọi người. Bây giờ mình chuẩn bị một thao nước thứ hai và mình cho 2 muỗng cà phê muối vào trong thao nước. Và đây là một trái chanh tươi mình đã cắt ra làm đôi. Bây giờ mình sẽ vắt luôn trái chanh tươi này vào trong cái thao nước này của mình nha. Chanh và muối sẽ làm cho gừng của mình được trắng và khử bớt cái mùi hăng của gừng nha mọi người. Rồi bây giờ mình sẽ bào gừng ra ha. Mình sẽ sử dụng một cái dao 2 lưỡi nha. Và mình sẽ bào gừng ra thành từng lát như thế này nè mọi người. Mình chỉnh cái dao cho cái lát gừng nó hơi dày hơn một chút nha. Và lúc này mình đang mang cái bao tay bằng ni lông nha mọi người. Bằng bọc thì mọi người thấy là khi mình mang bao tay bằng ni lông thì mình bào á, nó trơn á mọi người, rất là khó luôn nè. Mình sẽ không có bào hết được cái củ gừng nha. Mình chỉ bào được 2 phần của củ gừng thôi. Còn 1 phần còn lại thì do cái bao tay nó trơn quá, mình không thể nào bào hết được nha mọi người. Và bây giờ mình sẽ sử dụng một cái bao tay vải. Thì mọi người thấy mình bào rất là dễ dàng nè, do cái bao tay bằng vải á, nó nhám á mọi người, nó sẽ giữ được củ gừng của mình ở trên tay mình chặt hơn và mình sẽ bào dễ dàng hơn. Mà mọi người thấy nè, mình sẽ bào hết cho đến cái lát cuối cùng của củ gừng luôn. Do đó khi mọi người bào gừng thì mọi người nhớ sử dụng bao tay bằng vải nha. Gừng mình đã bào xong rồi mọi người, mình sẽ đem xả sạch lại vài lần với nước ha. Và sau đó mình sẽ để gừng vào trong thao và mình chế nước vôi trong vào nha mọi người. Mình chỉ lấy phần nước vôi trong ở bên trên thôi, còn phần nước vôi đục ở phía dưới thì mình bỏ nha. Mình sẽ để cho gừng của mình được ngập ở trong nước vôi nha mọi người. Sau khi mình ngâm vôi được 1 tiếng đồng hồ ha cả nhà, bây giờ mình đi xả lại dưới nước nha. Bây giờ cái miếng gừng của mình rất là giòn luôn á. Sau khi xả sạch gừng với nước ha, bây giờ mình sẽ bắt một nồi nước sôi và mình để gừng mình vào để mình trụng nha. Gừng của mình có màu vàng rất là đẹp luôn ha. Và cái miếng gừng của mình nó rất là giòn luôn nha. Mình sẽ đợi khi cái nồi nước này nó sôi trở lại thì mình sẽ vớt gừng ra nha mọi người. Và khi cái nồi nước gừng của mình nè đã bắt đầu sôi trở lại ha, mình tắt bếp và mình vớt gừng của mình ra. Mình sẽ vớt gừng và bỏ ngay vào một cái thao nước. Mình phải chuẩn bị một thao nước ở bên cạnh nha, để mà mình để gừng của mình vào thao nước ha. Mình vớt hết số gừng trong nồi ra nha mọi người. Mình sẽ đổ cái thao nước gừng này của mình qua một cái gỗ. Mình dùng đũa chải gừng của mình ra cho gừng của mình thật là ráo nước nha. Sau đó mình sẽ đi cân gừng và cân đường ha. Ở đây mình có 800g gừng và mình sẽ sử dụng 500g đường cát trắng nha mọi người. Mình sẽ cho đường cát vào trong gừng ha. Và mình sẽ trộn đều lên. Mình trộn cho gừng và đường
được hòa quyện vào với nhau ha mọi người. Sau đó mình sẽ dùng nắp đậy lại. Sau 4 tiếng đồng hồ, ướp gừng với đường. Bây giờ mình sẽ đi ngào gừng của mình nha. Lúc đầu thì mình sẽ cho lửa lớn một chút để cho gừng của mình được mau sôi nha. Và sau khoảng 10 phút thì mình sẽ hạ lửa nhỏ xuống nha mọi người. Bây giờ mọi người thấy cái số gừng của mình nè, nó đã sắp cạn hết nước rồi. Gừng của mình bây giờ có cái màu rất là đẹp, và gừng thì trong veo luôn nè mọi người, nhìn rất là hấp dẫn luôn ha. Mình hoàn toàn không có để màu vào trong gừng của mình nha. Đây là gừng của mình nó lên màu tự nhiên nha mọi người. Và bây giờ thì gừng của mình đã khô nước và đường á mọi người thấy không? Cái đường, một lớp đường trắng nó đã bám vào cái thành chảo của mình rồi đó mọi người. Lúc này thì khi mình đảo như thế này thì mình cảm nhận được là gừng của mình rất là dẻo luôn mọi người ơi. Và mọi người có thấy không, những lát gừng của mình nè trong vắt và có một cái màu rất là đẹp luôn, cái màu tự nhiên nha, chứ mình hoàn toàn không có để màu gì vào trong đây hết nha. Rồi bây giờ mình nhắc xuống nha. Đó mọi người thấy không, một lớp đường nè nó đóng xung quanh cái chảo của mình luôn á. Bây giờ mình sẽ để mứt gừng của mình ra dĩa nha mọi người. Mứt gừng của mình có một cái màu nâu sậm, trong veo rất là đẹp luôn ha mọi người. Nhìn thật là hấp dẫn quá. Mình đã pha sẵn một bình trà và bây giờ mình sẽ rót trà của mình ra ly nha. Mình đã chia sẻ với cả nhà cách làm mứt gừng dẻo rồi ha cả nhà ha. Cả nhà thấy mứt gừng của mình nè, trong veo ha, miếng mứt gừng của mình trong veo luôn nè, và rất là dẻo luôn nha cả nhà. Đây mình sẽ lấy một miếng mứt cho mọi người xem nha. Ăn mứt thì mình sẽ uống với nước trà nha. Mình sẽ ăn một miếng nha. Mứt gừng mình nó chỉ cay nhẹ thôi nha, không có quá cay đâu. Trong những ngày Tết mà trời se se lạnh ha cả nhà, mà mình ngồi mình có một đĩa mứt gừng như thế này, và một tách trà nóng ha, và một bình trà nóng ha cả nhà, thì thật là tuyệt vời phải không cả nhà? Cả nhà thấy miếng mứt của mình không? Trong vắt rất là đẹp, ăn rất là ngon cả nhà ơi, dẻo dẻo giòn giòn, ngọt không có quá ngọt đâu nha cả nhà, cái mức ngọt, cái độ ngọt rất là vừa phải nha. Thôi đến đây mình cũng xin kết thúc video mình tại đây nha cả nhà. Cả nhà nếu thấy video này của mình hay thì hãy cho mình xin một like nha. Và nếu ai chưa đăng ký kênh của mình thì mọi người hãy nhấn đăng ký và nhấn vào chuông thông báo, để khi mình có ra video mới thì mọi người sẽ là người đầu tiên xem video mới của mình nha. Bye bye mọi người, hẹn gặp lại mọi người vào những video tiếp theo. Bye bye, xin chào và hẹn gặp lại. Bye.